Vâng, xin chào các bạn. Thì đây là mình đang có trên tay của mình đang là chiếc Samsung Z7 Pro màu gold. Và bây giờ mình thử hồi sinh lại coi là nghe nói là cái máy này là của anh khách, ảnh có cái máy được mà bây giờ nó bể nát hết rồi, không biết có lên được không. Bây giờ mình sẽ hồi sinh lại. Thì ban đầu là mình có cắm sạc vô thử, mình nghi khả năng là chỉ bể màn hình thôi đó. Và bây giờ mình sẽ tháo ra và mình thay thế màn hình trên đây đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, mình cắm sạc vào đây trước rồi, thì khi mở lên nó mình nghe tiếng giật một cái, rung một cái, thì mình đoán ở đây là khả năng là coi như là 80% là hư màn hình. Bây giờ mình thử mở ra để mình xem ha. Đầu tiên là mình sẽ khò cho nóng trước. Còn nóng mà chúng ta sẽ lấy cái vật mà chúng ta mở ra, lấy miếng mở ra đây. Ở đây cái màn hình này là nó bể rồi, và bây giờ mình sẽ làm sao mình tách cái màn hình ra thôi, tháo màn hình ra thôi. Các bạn thấy không, không cần nhất thiết phải là giữ lại cái màn hình chi hết. Đây mình lột luôn nè. Đây các bạn thấy ha, nó kêu nó nhả rồi đó. Khi nóng lên là nó sẽ tự động nó sẽ nhả ra. Các bạn, đây là một miếng màn hình nè, chúng ta sẽ lọt ra luôn. Và bây giờ mình sẽ tách ra hết. Rồi, đây là màn hình của Samsung Z7 Pro nè, khá là mỏng, thấy chưa. Và bây giờ mình sẽ lấy màn hình mới mình thử vô trước, và sau đó là mình sẽ thay thế trên đây. Cái này đầu tiên là giờ bây giờ mình sẽ tháo này ra luôn, vệ sinh thật sạch cái này ra đây ha. Máy vỡ nát thôi, nhưng mà có thể là khả năng đôi lúc chỉ cần là hư màn hình thôi. Đây là kính nè, rất nguy hiểm, đụng trong tay là chảy máu ạ. Các bạn thấy không? Đây. Đó, còn nghe tiếng được kêu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử hồi sinh lại chiếc iPhone lại. Chắc mình nghi ngờ nó chỉ bể màn hình thôi. Rồi. Ở đây là bây giờ mình sẽ tháo này ra. Tháo ra hết rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy màn hình. Thì ở đây nó có về như là camera dơ nè. Sẵn đây mình tháo ra bên trong để mời các bạn xem trên đây. Và vệ sinh luôn về camera. Đây chúng ta sẽ tháo này ra, tháo những cái lốp này ra, coi bên trong có bị ảnh hưởng gì không, bị nước bị gì trong đây không. Tại cái này là mình tháo ra để mình vệ sinh về cái camera sau của Z7 Pro. Dòng Samsung Z7 Pro này nổi tiếng về như là bể màn hình nha. Nổi tiếng bể màn hình. Đôi lúc chúng ta xài chúng ta rất là dễ bể. Dòng này mình cũng làm khá nhiều clip rồi. Và cũng khá nhiều máy bị hư. Đó. Samsung Z7 Pro. Rồi. Trước mắt là mình đã tháo ra được hết tầm bỏ vào đây. Bây giờ mình sẽ tháo cái hai khe sim ra. Khe sim của Samsung Z7 Pro đây. Một khe, hai khe. Rồi bây giờ mình sẽ tháo được cái gì đây? Khung ra.
đây thưa các bạn, đó khung của máy Samsung J7 Pro đây, thì hiện tại là đang khá là dơ nè, các bạn sẽ nhìn thật kỹ trên đây nó sẽ dơ nè, ngay chỗ này nó sẽ có bụi nè. Bây giờ mình sẽ thao vệ sinh nó đi, chúng ta lấy bông tăm chúng ta lau cho nó, đó nó cũng sạch sẽ, chúng ta khò sơ lại cho nó sạch sẽ. Đây, đây là máy này nè. Cái mặt sau là cái camera, chúng ta lấy cái bông tăm này nè. Chúng ta vệ sinh cái camera. Các bạn được, tuyệt đối không được lấy cái tuyệt đối chúng ta không được lấy cái bông tăm mà có chất cồn, chất tẩy rửa trên đây ha. Nó sẽ hư cái bề mặt camera. Rồi. Ở đây là mình cũng vệ sinh vào cái chân sạc này nè. Cho nó sạch sẽ. Đó. Trên đây là pin là mình cách ly ra để mình làm cho nó dễ hơn. Trên bề mặt kính này mình sẽ lấy một cái khăn chuyên lau về kính nha, và vệ sinh tiếp. Và sau khi vệ sinh rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái pin lại nha. Và lúc này mình sẽ đặt vào đây, mình gắn lại nha. Đấy, gắn lại thì các bạn sẽ thấy nè, hiện tại ở đây là mình đã ráp vào trong nè. Rồi đây, đây là bây giờ mình sẽ che cái cảm biến nè ở đây lại, rồi mình che cái màn camera lại, và sau đó mình vệ sinh cái này lại nè. Đó thì để mà vệ sinh cho nó sạch sẽ, các bạn cứ che hai cái này lại, kể cả che socket lại. Ở đây mình vệ sinh cũng gọi là khá là sạch rồi. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy trên đây ở camera trước này á, chúng ta cũng lấy một cái bông tăm nè, chúng ta lau nhẹ thôi. Sau lau xong các bạn có thể lấy một cái bông tăm khác, chúng ta lau lại cho nó thật sạch, rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy gắn lại ốc lại, những con ốc các bạn sẽ gắn lại nha. Rồi chúng ta mới thử màn hình khác. Hoặc là chúng ta thử màn hình đi. Cái này máy này mình khả năng là nó chỉ hư về màn hình thôi. Thì giờ đây là chút xíu mình sẽ thử màn hình trên đây để cho nó lên được không. Đấy, chúng ta bị bệnh vô hết. Đây là mình đang tháo ra là của máy Samsung J7 Pro. Máy đang hiện tượng là bảy nát màn hình. Và bây giờ là thay thế trên đây. Về việc mà thay vỏ thì các bạn muốn cho đẹp thì các bạn có thể thay vỏ được J7 Pro lại mới nha, được luôn. Nhưng mà khuyến cáo thì có thể là nếu như các bạn có được vỏ zin thì các bạn nên thay, còn nếu mà vỏ linh kiện thì các bạn không nên thay. Thay vào nữa sẽ không có, có thể là sóng nó không có được đảm bảo so với vỏ zin theo máy. Cái đế ống dưới là ống nhựa nha. Đó, chúng ta bạn vô. Tháo và thay màn hình của Samsung J7 Pro. Rồi, đây là quá trình về chúng ta gắn ốc xong. Bây giờ chúng ta thử màn hình nha. Màn hình của Samsung J7 Pro ha.
Rồi đây là sau khi mà đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, bây giờ mình đang có một cái màn hình gọi là màn hình để test thôi, kiểm tra thôi nha. Đó, mình lấy một cái màn hình khác mình thử kiểm tra coi nó có lên được hay không. Đây, bây giờ đây mình gắn vào socket đây, và lúc này mình sẽ bật lên và để mở lên kiểm tra nó coi nó lên được hay không đấy. À đây, đây là máy mà đang lên được bình thường, có hiển thị được, nhưng mà gọi nghe là có sóng được hay không thì mình chưa biết. Đó, thì vấn đề đây là coi như là mình sẽ đi theo màn hình thôi, là coi như là xong. Và vỏ máy thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái máy này thì hiện tại mình nhận là máy bể nát và không biết như thế nào, camera đang là dịch rất là dơ, và sau đó là mình đã vệ sinh được cái camera của nó rồi. Và thêm một cái nữa là bây giờ màn hình đã lên được như thế này, chức năng gọi nghe được hay không, test mọi thứ trên đây, thì để mà có được trên đây thì lát nữa mình sẽ có được mật khẩu trên đây. Đó, thưa các bạn, đây là mình đã thử trên đây rồi, mình sẽ test thử về như là gọi nghe đó, mọi thứ thông tin trên đây, rồi sau đó mình sẽ tiến hành là thay thế màn hình vào. Sau khi mà mình đã test hết toàn bộ chức năng trên đây, bây giờ mình sẽ lấy một cái màn hình và test về gọi nghe luôn hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy màn hình và mình ráp vào nha. Đó, mời các bạn xem ha. Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ đây là cái màn hình là mình đã ráp vào rồi nè. Đó, có nghĩa là mình mới lấy màn hình mới thôi, chăm. Và bây giờ mình ráp, có nghĩa là gắn lại thôi nè, gắn hờ lại nè, thấy chưa. Và bây giờ là mình sẽ test thử trên đây. Có nghĩa mình đang cũng cho chạy khoảng chừng là 2 tiếng rồi, thì nó là sao tăng 06 thăng ha. Là mình đưa đây là nó có phần test eBay, thấy chưa. Còn nếu như các bạn muốn có về như là xem cái test về cảm ứng nữa, là sao thăng không sao thăng. Đây, chúng ta test thử màu đỏ nè, theo thứ tự ha, màu xanh nè, màu blue nè, thấy không, màu trắng nè. Đó, rồi chúng ta test toàn bộ trên đây về cam trước, cam sau, rồi sensor. Sensor là gì? Sensor hay gọi là cảm biến tiệm cận. Đây nè, mình để sát cho nè, thấy nó thấy không? Như mình che giơ tay đây nè, thì nó sẽ báo màu xanh nè, thấy không? Bỏ ra nó hết nè, che lại nè. Cái cảm biến của máy Samsung Z7 Pro này vẫn an toàn rất là tốt, vẫn còn tốt ha. Rồi chúng ta test về loa nè, thấy không? Vẫn còn tốt lắm. Rồi các bạn test tiếp tục là test gì? Test cảm ứng. Cảm ứng đây là mình đưa ra cái test nè, mình chạy hết luôn nè, chạy từ trên chạy xuống dưới nè, chạy vòng qua đây, rồi mình kéo xuống nè, thấy chưa? Đây ha, kéo xuống đây. Nếu mà kéo mà các bạn sẽ trừ lại ngô ngoài, thấy chưa? Đây chúng ta cũng kéo hết đây. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo coi là cái nó có đứt nét hay không. Màn hình mà đứt nét chỗ nào là có nghĩa là màn hình nó đang bị lỗi rồi, đang bị hư rồi. Chạy lên chạy xuống nè. Đó, thì đây là cảm ứng mình cũng đã test rồi, nhưng bây giờ đây là mình đang review lại để mà test lại cho các bạn xem. Chúng ta chạy vòng tròn nè, đó, coi bị đứt nét hay không nha. Đó là cách test cảm ứng. Sau khi test ok hết rồi, rồi các bạn test về phong cam hết đầy đủ hết luôn. Các bạn nhớ là test về nút home nè, nút bắt lại nè, đó, bắt lại nè, được chưa? Rồi chúng ta test về toàn bộ trên đây luôn. Đó, sau khi test hết rồi, các bạn sẽ lưu ý cho mình nó là sao. Sau khi mà chúng ta test xong thì các bạn sẽ test về camera trước nè, rồi camera sau nè, được chưa? Camera sau có ổn định hay không, đó, có được hay không, được chưa? Rồi sau khi mà đã được hết rồi thì các bạn là tắt máy đi, và chúng ta gắn máy lại ha, gắn màn hình lại. Rồi bây giờ mình sẽ tháo màn hình ra nè, nâng nhẹ lên, tháo màn hình ra. Máy mình đã tắt rồi, và hiện tại là màn hình mình test là cũng khá là ok, khá là good. Đó, và hiện tại trên đây, thưa các bạn, đây, giờ mình lột siêu nha. Đây thưa các bạn, bây giờ mình sẽ lột siêu nè. Dưới bụng này nó có lớp keo, gọi là keo hai mặt, là keo OCA nè. Dưới đây là có keo rồi, lát nữa mình sẽ dán keo OCA nằm dưới đây để cho nó chắc lại. Đó, và bây giờ máy là màn hình mình đã test cũng khá là good rồi, khá là ok rồi. Và bây giờ mình sẽ cho ít keo vào đây. Đây, keo ha. Keo này thì cái dòng máy này các bạn sẽ cho một ít keo, nó nằm sheet ở trên nè.
được chưa? Đó thì khi mình cho cái keo này vô mình sẽ khò cho nó nóng lại để chi cho nó êm. Đó, mục đích mình khò keo để cho nó cứng lại ha. Lát nữa mình đặt cái viền màn hình lên nó không có bị cấn, không bị bể trên đây cho nó an toàn. Và cái nữa là bây giờ mình sẽ lấy một cái lớp keo gọi là keo OCA. Đây, keo OCA là mình đang để trên trước mặt đây nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Thì đối với lớp keo này các bạn sẽ thấy là chúng ta cắt một miếng chúng ta dán vào đây để cho cái màn hình cho nó định vị lại cho nó chắc hơn, ổn định hơn và nó không bị hư. Đây, bây giờ mình sẽ cắt một cái lớp keo gọi là keo OCA ha. Thưa các bạn, trên cái lớp keo OCA này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cắt trên đây, mình cắt một đường viền mỏng và mình dán ngay chỗ đây, cặp bên hông đây ha. Đây, các bạn nhìn thấy mình cắt không? Tại do cái màn hình nó đã có lớp keo rồi, mình dán cắt thêm thôi. Được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình cắt một ít keo ở đây để cho nó dán ở dưới. Đó, bây giờ lớp keo ở dưới nè, đầu tiên mình sẽ tháo ra mình dán ngay vào dưới pin nè. Đây ha, để chi cho nó định vị lại dưới đây cho nó chắc, là keo cho nó ổn định không bọc bùng. Và đối với dòng ở dưới đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, mình sẽ cắt này là ra làm đôi nè. Và trên keo đây thì nhiệm vụ của keo này giữ là cái màn hình cho nó chắc lại. Đó, nên mình sẽ dán ở cặp bên hông về cái máy. Thấy chưa? Và lúc này sau khi dán xong các bạn sẽ lột cái lớp chịu lại lớp keo thôi. Đây ha, đây cũng vậy, đây mình cũng lột ra luôn. Và lúc đó là mình sẽ dán thêm một lớp keo OCA nằm ở cái cặp bên viền. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy mình dán chưa? Chúng ta lột miếng keo rồi ra. Rồi bây giờ sau khi xong hết rồi các bạn sẽ tra keo. Cái này mình sẽ tra keo lại xung quanh đây ha. Đây mình đổ keo ở đây. Đó, cho đây nhiều cái nè. Ngay chỗ này có thể cho nhiều được nè, được chưa? Và ngay chỗ cảm biến, ngay chỗ màn loa mình cho một ít cho đây. Ngay chỗ cái hai cái camera, các bạn khuyên là, lời khuyên của mình là các bạn đừng cho vô keo cái chỗ gần camera, nó che là camera đó. Đây nha, được chưa? Rồi xung quanh đây các bạn sẽ cho một lớp mỏng thôi. Thưa các bạn sẽ nhìn thấy lớp keo không? Đó, đó là một lớp keo khá là mỏng trên màn hình. Và dòng máy bây giờ là chúng ta đã vô được keo rồi. Bây giờ cái bước còn lại là các bạn sẽ thấy đây. Ở đây là mình sẽ đặt màn hình vô nè. Chúng ta cầm khéo để các bạn sẽ đặt màn hình vào. Được chưa? Thì đây là mình sẽ đặt vô màn hình, cổ cáp màn hình vô trước. Đó, nhấn cho đúng. Và lúc đó chúng ta sẽ bật nút nguồn lên. Nó lên đi. Và sau khi đã lên được như thế này là coi như là quá trình mà chúng ta thấy là màn hình chúng ta đang tốt. Và bắt buộc chúng ta phải đặt đúng vị trí, được chưa? Và các bạn sẽ test về cảm biến trên đây, có nó ok hay không, nó ổn định hay không. Rồi lúc đó chúng ta mới đặt cho nó rớt xuống. Đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy nè, sau khi đây hết rồi, các bạn thấy không, là ok rồi. Và chúng ta vô liền trên cái phần tép. Và các bạn sẽ gõ cho giúp mình là sao? Gõ là sao thăng không sao thăng. Đó, thì lúc này các bạn sẽ test về sensor. Sensor đến chi? Các bạn đặt vào mà sensor nó còn màu trắng được là ok.
được chưa? Còn chưa có được là các bạn phải chỉnh lại. Đó, như chỉnh như thế này nè. Các bạn thấy không? Đây là mình phải chỉnh lại sensor để chắc chắn lại nè. Còn nếu không có được là nó bị gọi là chạm vô cái cảm biến ánh sáng, thì lúc đó là cái màn hình nó sẽ màu xanh giống này nè. Các bạn thấy không? Và lúc này là mình, nhiệm vụ của mình là sao? Mình định vị lại. Đó, thấy định vị chưa? Định vị trên đây lại nè. Đó. Rồi. Đây, mình đang định vị lại đây. Sensor thì hiện tại là đang bị chạm nè. Cũng chưa được. Nhưng mà mình phải cân chỉnh lại sensor. Đây. Đây các bạn. Thấy không? Nó bị dơ đây. Đây là quá trình mình đang ráp vào. Và lúc này nữa các bạn sẽ nhìn thấy là trên đây là mình cũng đang đặt dây thun nè. Để chi? Nó dính lại cái màn hình lại với nhau. Các bạn thấy không? Cái này mình đang để định vị lại và giữ lại. Thì ít nhất nó khoảng chừng 2 tiếng sau thì nó mới giữ được cái màn hình này lại. Cho không bị cho đi ha. Đây. Mình sẽ đặt vô gì nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Sau khi mà mình ráp được như thế này rồi thì lúc này các bạn sẽ đặt vô xuống máy và chúng ta khò cho nó keo, cho nó xuống đều. Đó, thì đây là quá trình coi như thay màn hình của mình đã xong nè. Rồi, clip mình xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Đây là quá trình như là mọi chức năng mình đã test hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký like kênh của mình ha, để theo dõi những clip tiếp theo. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào.